tiêu của này nữa này. Cái phần dư của nó đi này. Cái phần dư nó đi. Cái phần dư của nó đi này. Sắt lưu bút lông làm cho to. Mang nó chân dùng cái này đi.
kép phần dư của nó đi này. Bây giờ mình gắn nó lên thôi. Như vậy là mình lấy xong con cá màu hồng rồi đúng không? Nhớ bạn thấy hay cho mình like, share, đăng ký kênh nhá. Hẹn gặp lại các bạn chị lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.